Chiều ngày 12 tháng 6 năm 2019 nhằm ngày 10 tháng 5 năm Kỷ Hợi, tại Tổ đình Giác Lâm, quận Tân Bình, môn đồ Pháp Quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ quý kỵ lần thứ 21 của cố Hòa Thượng Thích Huệ Xanh, nguyên phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Tân Bình, diện chủ Tổ đình Giác Lâm. Quan lâm chứng minh tham dự có sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chư Tôn Đức thành viên Hội đồng chứng minh, Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh, Hòa Thượng Thích Như Tính, Hòa Thượng Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Kiểm soát Trung ương, Hòa Thượng Thích Thiện Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban Kiểm soát Trung ương, cùng Chư Tôn Đức Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, môn đồ Pháp Quyến và đông đảo Phật tử. Trong không khí trang nghiêm, Chư Tôn Đức giáo phẩm đảm dâng hương tưởng niệm cố Hòa Thượng Thích Huệ Xanh, thành kính tri ân tưởng nhớ công đức Hòa Thượng đã suốt đời phụng sự cống hiến cho đạo pháp dân tộc. Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Từ Trí, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Tân Bình, Phó trụ trì Tổ đình Giác Lâm đảm dâng lên lời tưởng niệm của Hòa Thượng Thích Huệ Xanh, giam tác bạch cúng dường trai tăng, đồng nhất tâm cầu nguyện giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc. Sau đó, Chư Tôn Đức giáo phẩm cùng môn đồ Pháp Quyến đã nhất tâm niệm Phật cầu nguyện cho giác linh Hòa Thượng cao đăng thượng phẩm. Cố Hòa Thượng họ Nguyễn, pháp danh Huệ Xanh, Quý Lệ Xanh, sinh ngày 16 tháng 4 năm 1935. Ngài xuất gia tu học năm 7 tuổi. Ngài là đệ tử của cố Hòa Thượng Thích Thuận Thô. Năm 20 tuổi, Ngài được Hòa Thượng bổn sư cho thọ tỳ kheo tại chùa Linh Nguyện, Đức Hòa. Ngài được giao chức vụ trụ trì Tổ đình Giác Lâm năm 39 tuổi. Trong thời gian trụ trì Tổ đình, Ngài đã có công trong việc trùng tu di tích Giác Lâm và kiến tạo bảo tháp Ngũ Gia Tông Pháp trong khuôn viên Tổ đình. Năm 1981, Hòa Thượng được Giáo hội Phật giáo Việt Nam suy cử làm Phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, sau đó được cung thỉnh lên hàng chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Tân Bình. Ngày 11 tháng 5 năm Mậu Dần 1998, Hòa Thượng viên tịch tại Tổ đình Giác Lâm, trụ thế 64 năm, hạ lạc 44 năm. Hòa Thượng đã sống một đời vì đạo pháp, dân tộc, vì lợi lạc chúng sanh. Cuộc đời và đạo hạnh của Ngài là tấm gương sáng trong chốn thiền môn.